Quý vị và các bạn, các bác cùng em thân mến, Maxitox, một trong những thương hiệu rất là lớn trên thế giới và trong lĩnh vực âm thanh thì có rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Và clip này thì Quang Minh Audio để giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác em cái dòng dây loa Maxitox bãi Mỹ, một trong những dòng dây loa bãi chất lượng cao về được rất nhiều để anh em có thể lựa chọn cắt mét theo yêu cầu của anh em, hoặc là sẽ đi quay thành từng bộ, những bộ có đầu rắc hoặc là bộ không đầu rắc. Đấy, bộ đầu rắc thì rất nhiều, những đầu rắc bắp chuối, càng cua, mỏ chim, rắc liêu trích, loa phun, rất nhiều để anh em có thể lựa chọn, hoặc là những cái bộ mà không đầu rắc để anh em có thể gài trực tiếp vào thiết bị về rất nhiều này anh em nha. Đấy. Và Maxitox thì là một cái dòng dây loa bãi Mỹ mà nó sẽ có cái màu xanh đặc trưng, không phải cái dòng dây loa là cũng có tiết diện khá là lớn anh em ạ. Đấy. Cái dây lõi đồng kết hợp với những sợi đồng trục mạ bạc, khả năng truyền tải tín hiệu thì cực kỳ tốt, những cái cuộn này và những cái cuộn nguyên bản này. Dây rất là lớn này, Maxitox bãi Mỹ rất là chắc chắn này. Dây một cái bản dây Maxitox và có cái màu xanh đặc trưng. Anh em nào mà chơi âm thanh chuyên nghiệp anh em biết lại nhìn cái dây, cái màu sắc thì anh em đã biết ngay đó là cái dây của Maxitox rồi, dây bãi Mỹ xịn rồi. Cốt dây khá lớn này, rất là chắc chắn, và trên dây thì có những có cái chiều chống nhiễu theo cái chiều mũi tên này, chiều chống nhiễu này, Maxitox này, Intercollecting Up Speaker Made in USA với cái chiều chống nhiễu này, đầy đủ cái thông tin và cái chiều chống nhiễu. Sử dụng những cái dây Maxitox, dây bãi Mỹ này, anh em nên sử dụng đúng theo cái chiều chống nhiễu của dây để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé. Cái mũi tên này nó quay về phía nào, phía đó sẽ là phía nhận tín hiệu, còn cái chiều ngược lại cái chiều truyền tín hiệu. Ví dụ loa sử dụng đầu rắc bắp chuối và âm ly sử dụng đầu rắc mỏ chim thì anh em sẽ làm những cái bộ chim ra chuối. Đấy, từ là có nghĩa là từ mỏ chim ra đầu bắp chuối, và cái đầu bắp chuối đầu ở loa, cái mũi tên này nó quay phía nào phía đó sẽ làm cái đầu đó sẽ làm cái đầu rắc bắp chuối. Đó là cái chiều chống nhiễu trên dây, và tất cả những cái thông tin trên dây nó rất là rõ và nét này, nó khác hẳn so với những cái dây loa kém chất lượng. Những cái bản kém chất lượng ấy thì những cái thông tin này có thể nó rất là mờ và nó không được rõ nét này. Và cái kết cấu ở phía trong để anh em cùng tham khảo này. Dây lớp vỏ ngoài rất là dày, chắc chắn, cực kỳ là chắc chắn nhá. Dây này anh em có thể tự tay mình đi quay được, chỉ cần cắt vừa đến thôi, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái kết cấu ở những cái lõi phía trong. Dao dọc giấy hoặc là dao anh em cắt một đường xung quanh và tước rồi. Cái lớp vỏ ngoài rất là dày này, sau cái lớp vỏ ngoài phía trong này đến một cái lớp giấy chống ẩm này, và trong đó là những cái sợi chống đứt này, những cái bó sợi dù chống đứt như này, rất nhiều những cái bó sợi dù chống đứt như này, những cái dây cắt bớt đi. Và cái dây Maxitox này nó dây nó rất là lớn nhưng mà nó sẽ có những cái sợi chống đứt như này và cái lớp vỏ rất là dày. Anh em nào mà đi cái khoảng cách dài nó không bao giờ sợ nó bị đứt ngậm đó. Bốn lõi với bốn màu khác nhau, xanh này, đỏ này, trắng và đen, và mỗi một lõi tiết diện nó rất là lớn nha. Từng lõi một giờ thì anh em thấy kết cấu phía trong dây bốn lõi này thì anh em nào có thể sử dụng đánh này, BY cũng được, hoặc là anh em có chập hai lõi vào một, ví dụ như là đỏ, xanh và đen và trắng, anh em đi vào cùng một lõi. Và bốn lõi với bốn màu khác nhau, mỗi một lõi thì gồm có rất nhiều sợi đồng rất là tơi và mềm, và đan xen những cái sợi đồng tơi và mềm thì nó sẽ có một cái sợi đồng trục mạ bạc này, sợi đồng trục mạ bạc có một cái lớp bảo vệ bên ngoài. Đấy, anh em sẽ tước cái lớp này ra, lớp bảo vệ cái dây đồng trục này ra, một cái sợi đồng trục mạ bạc rất dày này của dây Maxitox, kết cấu của cái dây Maxitox để anh em cùng tham khảo nha. Rất nhiều sợi đồng tơi và mềm kết hợp với một sợi đồng trục mạ bạc, và bốn lõi, lõi nào cũng vậy đều có một cái sợi đồng trục mạ bạc này, một sợi đồng trục mạ bạc ở giữa. Đi ngoài thành từng bộ cho anh em, thì anh em sẽ xoắn thành từng sợi một vào như này, xoắn một cặp một vào này. Để anh em nào mà đi ngoài anh em nắm được, sau khi xoắn một cặp vào thì anh em sẽ xoắn cái sợi đồng trục mạ bạc ở giữa, và tiếp đó là sẽ phủ những cái sợi đồng tơi và mềm phía ngoài. Đấy. Cắt bấm những cái đầu đi cho nó bằng nhau đi là được thôi. Đấy. Đầu đi cho nó bằng. Đấy là kết cấu mà anh em liên tiếp những cái sợi này nó dày một chút thì nó rất là đẹp. Hai lõi còn lại cũng vậy. Đó là cái kết cấu của cái dây Maxitox, dây bãi Mỹ xịn với những sợi đồng tơi và mềm kết hợp với sợi đồng trục mạ bạc này, cho đều tất cả ba giải nha. Ba giải. Đấy, bát thì rất là lực và sâu. Bên cạnh đó là trung chép được thể hiện cực kỳ tốt, đồng tinh khiết siêu dẫn rất là mềm này. Anh em mà đang sử dụng những cái dây kém chất lượng ấy, khi mà thay bằng những cái bản dây Maxitox, dây bãi Mỹ này, thì cái chất âm của cái bộ dàn âm thanh của anh em nó được cải thiện hơn rất là nhiều. Chia thành từng bộ vế như này để gài trực tiếp thiết bị, hoặc là anh em cũng có thể chọn những cái đầu rắc khác nhau. Đấy, đầu rắc thì như bắp chuối, càng cua, mỏ chim, hay là những dòng rắc cho loa phun, rắc liêu trích ấy. Loa phun nhất, cái rắc loa phun sẽ có hai loại để anh em có thể lựa chọn, nhất là cái những cái bản những cái rắc thường này,
sẽ là 25.000 một dĩa, một giắc, một bộ hai, một cặp hai chiếc là 50.000, hoặc là những cái bản giắc cao cấp này. Đấy, những cái giắc dù chiếc giắc bất trần, giắc cho lo phun, giắc chất lượng cao này. Những cái giắc này thì 101 một chiếc, một cặp hai chiếc sẽ là 220.000. Đấy, anh em có thể lựa chọn nha. Giắc thường là 50.000 một cặp, còn giắc chất lượng cao là 220.000 một cặp. Đấy, hoặc là bắp chuối, càng cua hay là mỏ chim cứng này, hay là mỏ chim mềm này. Đấy, những cái giắc mỏ chim mềm, mỏ chim cứng, càng cua bản vuông góc này, càng cua thẳng bản nhỏ này, hoặc là càng cua thẳng bản lớn hơn này, bắp chuối bằng đồng này. Đấy, bắp chuối càng cua mỏ chim, những cái giắc đồng này dạng rất tốt, 25.000 một chiếc thôi, một bộ 4 loa 45 ly, tổng là 8 chiếc cũng chỉ có 200.000. Và bên cạnh đó anh em nào mà cần những cái giắc chất lượng cơ hơn thì có những càng cua này, những bản càng cua này thì giắc chất lượng hơn 80.000 một giắc, hoặc là bắp chuối cũng vậy. Đấy, có những bắp chuối carbon, bắp chuối chống dập này là 80.000 một đầu, một cặp là 160, một bộ là 8 chiếc là hơn 600.000 tiền đầu giắc. Đấy, đầu giắc thì anh em có thể chọn nha, giắc bằng đồng, giắc bãi, hoặc là bắp càng cua xịn hoặc bắp chuối carbon. Giắc đồng, giắc bãi này 25.000 một chiếc, hoặc những cái bản cao cấp hơn này 80.000 một chiếc, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em. Anh em có thể là chọn đầu giắc sao cho nó phù hợp, bắp chuối càng cua mỏ chim hay là những giắc cho lo phun. Và cái dây maxi tốc này một cái bộ 2,5 mét mỗi vế, hai vế là tổng 5 mét, không đầu giắc nên chỉ có 950.000, thì tính ra là chỉ có 190.000 một mét thôi. Anh em mà cần những cái bộ dài ngắn khác nhau 2 mét, 2,5 mét hay 3, 4 mét hay thậm chí 5, 7 mét cũng đều có để anh em có thể lựa chọn nhé. Ở ngoài những cái bộ không đầu giắc thì sẽ có những cái bộ mà có đầu giắc tùy theo cái thiết bị của anh em. Anh em mà yêu cầu thì sẽ hoàn thiện co nhiệt, đỏ đen, chia âm dương làm thành từng bộ để gửi về tận tay cho anh em. Dây loa Maxitox bãi Mỹ cắt mét theo yêu cầu 190.000 một mét. Và bên cạnh những dòng dây loa thì dây tín hiệu của Maxitox cũng có rất nhiều để anh em có thể lựa chọn những bản dây RCA hai đầu AV, giắc carbon, giắc khóa này, cũng dây của Maxitox, dây chống nhiễu một chiều, và dây tín hiệu thì nó có thêm cái lớp chống nhiễu và cái cốt dây nó nhỏ hơn, hoặc là những cái bản dây ba lăng cân bằng hai đầu calon đực cái, calon cái là giắc có khóa và có ba lỗ này, còn giắc calon đực là giắc có ba chân phía trong. Đấy, những bản calon đực cái hoặc là những bản dây loa có rất nhiều để anh em có thể lựa chọn nhé, tùy theo cái thiết bị của anh em. Và trên đây thì Quang Minh Audio có giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác anh em cái bản dây loa Maxitox bãi Mỹ chỉ mua 190.000 một mét. Anh em mà cần bao nhiêu mét thì sẽ cắt mét theo yêu cầu của anh em, hoặc là sẽ đi quay thành từng bộ để bộ hoàn thiện thành từng bộ với những cái đầu giắc khác nhau, bắp chuối, càng cua, mỏ chim hay giắc lo phun, rất nhiều để anh em có thể lựa chọn nhé. Anh em mà cần những cái bộ dài ngắn khác nhau hay là đầu giắc hay không đầu giắc thì anh em có thể liên hệ với Quang Minh Audio theo số điện thoại phía trên là 0944 737321, cửa hàng là 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Quý vị và các bạn, các bác anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng để cùng và trải nghiệm nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác anh em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác anh em trong những video clip.